Thưa quý vị, liên tiếp những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua, mới đây nhất là vụ cháy khiến hai cháu nhỏ tử vong ở Hòa Bình. Được biết, thời điểm phát hiện ra vụ cháy, hàng xóm đã dùng ô tô phá cửa nhà để giải cứu các nạn nhân. Ngày 15 tháng 7, bà Diệp Thị Tơ ở tổ 14, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, nhà bà ở gần ngôi nhà nơi xảy ra hỏa hoạn. Theo bà Tơ, vào khoảng 3 giờ 30 phút, bà tỉnh giấc thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Chạy ra ngoài bà nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ ở nhà anh Đào Duy Dũng. Bà tơ kể, lúc này vợ chú Dũng la lớn: "Bà con ơi cứu tôi với, cháy nhà rồi." Hàng xóm vội vàng chạy ra để hỗ trợ gia đình, nhưng ngọn lửa bùng lên rất nhanh, cửa khóa nên trong khó tiếp cận. Anh Dương hàng xóm đã điều khiển xe bán tải lùi đi lùi lại để phá cửa. Khi phá được cửa, người dân chạy vào nhà cứu người, nhưng đến cầu thang không thể lên được, vì lúc này bên trên cháy rất to. Bà Tơ cho hay anh Dũng đã đưa được vợ, con trai và một người cháu lên tầng trên chờ cảnh sát tới cứu. Khi anh Dũng quay trở lại định cứu hai người con ở tầng 3 thì bị ngạt khói ngất. Bà Tơ chia sẻ thêm, ngọn lửa đỏ rực cả vùng trời lúc đó, cảnh sát đến dập lửa và cứu được bốn người đưa xuống, còn hai cháu nhỏ không may mắn đã tử vong. Trước đó vào khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo tại nhà dân ở tổ 14 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm này, trong nhà có 6 người, gồm anh Đào Duy Dũng sinh năm 1985, vợ và ba con nhỏ cùng một người cháu. Vợ anh Dũng là người phát hiện cháy tại rèm cửa phía trước ở tầng 3 nên gọi chồng dùng vòi nước dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin cháy, cảnh sát đến hiện trường dập lửa, xác định có người mắc kẹt ở tầng 3 và 4, cảnh sát phá cửa cuốn và song sắt cửa sổ để tiếp cận nạn nhân và chữa cháy. Đến 4 giờ 50 phút, cảnh sát cứu được 4 nạn nhân mắc kẹt trong các phòng ra bên ngoài. Những người này trong tình trạng ngạt khói, mất khả năng vận động. Vụ cháy khiến hai người tử vong ở tầng 3 là con của anh Dũng, bốn người bị thương gồm hai vợ chồng anh Dũng, con trai anh Dũng và một người cháu. Ngôi nhà xảy ra vụ cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, phòng kho chứa hàng hóa, túi sách, giày dép.